Sám văn. Có những chúng sanh hình dạng rất xấu, mặt đầy mụn nước, mũi xẹp, mắt đỏ, răng nướu thưa súng, hơi miệng tanh hôi, bụng to, tay chân co quắp, xương nhô ra, toàn thân ghẻ lở tanh hôi, máu mủ nhơ nhớp, hoặc bị phù thủng, phun hủi, ung thư, đủ thứ ác bệnh tụ hội vào thân, không ai lý tới. Nếu người làm tội, vô cớ mình cũng bị dạ lây, hằng không được thấy Phật, nghe Pháp, không biết Bồ Tát, Thánh Hiền, xa vào chỗ khổ không bao giờ cùng. Vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật dạy, do đời trước phạm các lỗi, làm con bất hiếu với cha mẹ, làm tôi bất trung với vua, làm người trên không thương kẻ dưới, làm người dưới không biết kính kẻ trên, dối gian không thành thật, chẳng thủ tính với bạn bè, không nhân nghĩa với làng xóm, sống vô đạo đức, cư xử hẹp hòi, không độ lượng, lòng dạ đảo điên, ưa sát hại, phản bội quân thần, khinh khi tôn trưởng, bán nước buôn dân, phá thành phá lũy, cướp giật, trộm cướp, tạo ác nghiệp vô lượng, hay khen mình chê người, hiếp kẻ già nua, lấn người cô độc, bán bổ hiền nhân, khinh mạng bậc trưởng thượng, khi dối người, vân vân. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải ác báo như vậy. Giải thích. Chúng ta hãy tự đối chiếu với các tội Phật kể ra, tự kiểm kỹ xem mình có phạm hay không. Nếu có, cần mau chóng sám hối, bằng không tương lai sẽ bị quả báo rất đáng sợ. Quan chấm thi. Hai năm trước, có một người phụ nữ đến nhà tôi kể rằng bà có một cháu gái 20 tuổi, mấy tháng trước toàn thân bị ngứa. Ngứa thì phải gãi, phải cào, mà càng cào càng ngứa, nên phải gãi cào đến rách da mới thấy đỡ ngứa. Hiện giờ tóc cháu còn bị rụng từng nhúm, chân lại sưng phù, y viện tìm không ra bệnh, đã đi chạy chữa khắp nơi, dùng đủ thuốc rồi mà không khỏi, là do nguyên nhân gì mà bị vậy? Lúc đó con trai tôi là Quả Đạt cũng có mặt ở đó, liền hỏi bà ta. Phía trên bắp vế phải của cháu gái bà và trên cổ tay phải đang bị thối rữa lở loét nặng, phía bên tả cũng mọc các mụn đỏ lây lan khắp, có phải vậy không? Bà nói, đúng vậy. Quả Đạt bảo, cháu gái của bà đời trước là quan giám khảo chấm thi, do tham lam nên đã nhận tài vật hối lộ của đám con em nhà phú gia đút lót và ra tay áp bức một thư sinh 30 tuổi đã khổ công học tập nhiều năm, hại anh khốn đốn, mất hết tiền đồ. Vì thư sinh này do bị tên tham lam chèn ép, dùi dập đến không ngóc đầu lên nổi, tinh thần bị đả kích mạnh, tâm ôm đầy oán hận và chán nản, nên anh đã nhảy xuống giếng quan tự tử. Hài cốt anh nhiều năm sau mới được người phát hiện ra. Vì vậy mà cháu bà bị ba quả báo. Một là thân thể cô bị sinh ngứa, lở loét thối rữa, là do khởi ác tâm hại người cùng khốn, khiến bản thân nạn nhân suốt thời gian dài không có điều kiện tắm rửa, phải sống cảnh dơ bẩn nên sinh ngứa. Do họ phải cào da rách đến lở loét nên cháu gái của bà cũng bị bệnh tương tự, để nếm mùi đau khổ giống như người bị hại. Hai, bị rụng tóc là kết quả của việc ưa giày vò hành hạ, làm khổ tinh thần người. Ba, chân bị sưng phù là do ép nạn nhân vào tuyệt lộ, đến họ phải nhảy xuống giếng tự tử, khiến thi thể phình trướng vì bị ngập trong nước. Nếu cháu bà không chân thành sám hối thì tương lai sẽ gánh lấy ác quả còn đáng sợ hơn nữa. Trong Phật giáo nói, muốn biết nhân đời trước xem quả thọ đời này là rất đúng. Bây giờ, việc cháu bà cần làm là: một, phải thành tâm sám hối, thệ đoạn tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, dứt sát, phóng sinh và lo tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho người bị hại đời trước. Hằng ngày phải kiên trì, có thể tụng bao nhiêu thì tụng, quy tụng là tốt nhất. Hai, phải phát nguyện từ nay về sau hết lòng trợ giúp trẻ em thất học,
hoặc sinh viên nghèo túng gieo niềm tin và hy vọng cho họ. 3. Đóng góp tiền xây dựng, trang trí tự viện hoặc cúng dường chư Phật Bồ Tát như phụ tô đắp giác vàng tượng hộ pháp hay tu bổ, tô lại mỹ dung tượng. Nếu cháu gái của bà thành tâm dốc sức làm, không những ác bệnh sẽ lành mà tương lai còn được làm quan chấm thi. Nhưng cô ấy không được cậy chức quyền thu lợi hãm hại người. Ngược lại, còn phải phụ trợ, nâng đỡ, tạo cơ hội giúp cho học sinh thăng tiến. Hễ càng tận tâm, tận tụy với chức vụ bổn phận thì tương lai đời cô sẽ càng tốt. Bởi vì trong kiếp quá khứ, cháu của bà cũng có làm nhiều việc thiện cho bá tính và hiện thời phúc kia chưa hưởng hết. Không bao lâu, khi chúng tôi rời nhà đi, chẳng còn gặp họ nữa. Nhưng tôi biết rõ là bệnh nhân đã lành. Này xin đem câu chuyện này kể ra, mong có thể cảnh tỉnh người. Làm con ngỗ nghịch hay chọc cha mẹ giận là bất hiếu. Chỉ cần điều cha mẹ yêu cầu không gây tổn hại gì đến lợi ích quốc gia hoặc người hay vật thì có thể chiều theo. Nếu có tư tưởng khác biệt thì nên theo ý của cha mẹ. Có người viện cớ, vào thời đại tân tiến phải có tự do nhân quyền nên không tán thành thuyết này. Nhưng quy luật tự nhiên không thể vì thời đại mà thay đổi. Cha mẹ có ơn giáo dưỡng ta thành nhân, không có cha mẹ thì không thể có ta. Nếu viện cớ thời đại mà cho phép mình sống theo bản năng mặc kệ cha mẹ là bất hiếu. Nói đơn giản một chút, nếu cha mẹ đòi ăn cơm mà bạn khăng khăng muốn làm mì, thường làm trái ý song thân, như vậy là bất hiếu. Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật thuyết: nếu có con trai hay gái sống bội ân bất hiếu, thì tâm cha mẹ sinh niệm quán mà phát ác ngôn, thì con sẽ theo đó bị đọa hoặc sa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cha mẹ và tam bảo như nhau, đều là phúc điền của chúng sinh, là ân sâu nặng đầu tiên trong bốn đại ân. Do mẹ cha ân sâu nan báo nên chỉ có giúp cha mẹ tin Phật, trì giới, hành pháp, tu giải thoát mới là người đại hiếu có trí tuệ. Bồ Tát Đại Thừa hiếu tâm cực lớn vì xem tất cả chúng sinh là cha mẹ mình. Do chúng sinh từ vô thủy đến nay đều là cốt nhục thân quyến của ta, đã từng làm cha mẹ ta. Làm thần chẳng nên bất trung, làm thượng cấp thì không nên tham ô tư lợi hay lấy đồ công làm của riêng. Làm bạn bè thì phải dùng tín nghĩa mà đối nhau, không nên cư xử bất lương bất nghĩa. Nếu làm quan mà chẳng chủ trì công đạo cho bá tính, lại tham ô mê nhận hối lộ, thường lãng phí hoặc lạm dụng công quỹ, thậm chí còn hãm hại người, lăng nhục người tuổi cao hoặc trưởng bối, cấu kết với xã hội đen, xâm hại lợi ích quốc gia, áp bức dân lành, những người như vậy sẽ bị quả báo như trong kinh đã kể. Chúng ta phải tự kiểm điểm, nếu nhận ra lỗi thì phải sám hối ngay, nguyện nghiêm trì giới Phật. Sám văn. Phật dạy: sống phải siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ, kính sư, quy y Tam Bảo, siêng tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả, xem kẻ quán người thân như nhau, không khinh người già nua, cô quả, không xem thường kẻ nghèo, sẵn lòng giúp đỡ, không ôm tâm ác đối với người. Nếu tu được như vậy thì cũng đã báo được ân chư Phật, hằng xa lìa ba đường ác, không còn đau khổ nữa. Giải thích: người tu ai cũng muốn thành tựu, khai mở đại trí huệ, nhưng do căn khí bất đồng nên mỗi biểu hiện khác nhau. Có người sinh ra thông minh hiếu học, có kẻ ngu độn. Giảng theo lục đạo luân hồi thì có người vừa mãn kiếp trời là sinh vào nhân gian nên rất thông minh, có kẻ mãn kiếp súc sinh rồi mới lên nhân gian làm người nên còn ngu độn. Chẳng hạn như người vốn là nhạc thần trên trời, khi sinh xuống nhân gian thì ngay từ nhỏ đã bộc lộ thiên tài âm nhạc. Nếu họ ở trên trời từng là vũ công thì khi sinh xuống nhân gian ngay từ nhỏ đã giỏi khiêu vũ.
Do người trên trời dư báo chưa tận, nên phúc cũng còn nhiều. Còn kẻ trước khi đến nhân gian, nếu từng là loài khỉ dường thì tánh ắt hiếu động. Còn loài từ trong hổ lang tới ắt tính hung hãn, ưa đấu đá, như nam nhân từ cõi Atula tới, sẽ có tính hiếu chiến ưa đấu tranh, tướng mạo hùng mãnh. Các nữ nhân từ Atula tới tuy xinh đẹp như tiên, nhưng có tâm tật đố rất mạnh. Xin kể câu chuyện thực về một nữ nhân từ cõi trời hạ phàm để quý vị tham khảo. Mỹ Tú. Năm 1990, ở Nam Kinh có một nữ giám đốc đến hỏi Quả Lâm thế này: mẹ tôi năm nay 70 tuổi, bị bệnh tim đã 2 năm, lại còn mắc bệnh xuyễn nghiêm trọng. Quả Lâm hỏi: có phải mẹ cô thông minh, khéo tay, tính rất ưa theo thùa? Cô ta vừa nghe hỏi thì mặt mày hớn hở, rồi khoe ngay đây là thiên tài trời phú. Lúc 12 tuổi, mẹ mình đã nổi danh theo đẹp khắp xa gần. Hiện tại dù bà bị bệnh, nằm trên giường đã 2 năm, nhưng chẳng chịu ở không, còn tự theo áo gối cho các cháu trai cháu gái, để sau này đến lúc kết hôn chúng có mà dùng. Các cháu đều kính yêu bà. Do chứng bệnh tim chữa trị tốn rất nhiều tiền mà không hết, nên cô rất lo cho mẹ. Cô vừa kể vừa rơi nước mắt. Quả Lâm bảo: cô đừng buồn thái quá, là con người thì phải có sinh già bệnh chết, y viện không thể nào trị lành cho tất cả bệnh nhân. Mẹ cô đời trước là thiền nữ ở cung Thêu, thuộc cõi Đao Lợi Thiên. Do chúng trời cõi dục với tâm còn dục vọng, nên khi bà dùng thiên nhãn quan sát nhân gian, nhìn thấy tình yêu nam nữ ở cõi nhân gian, liền khởi niệm ưa thích. Cũng do bà có nhân duyên đời trước với phụ thân cô, nên bị nghiệp tham ái này trói buộc, khiến xui dẫn dắt. Vì vậy mà bà lập tức bị đọa đầu thai vào nhân gian. Thời gian trên trời dù ngắn ngủi, chỉ tợ uống chừng ly nước thì dưới đất đã trải qua mấy mươi năm rồi. Vì vậy mà khi các thiên nhân phát hiện bạn mình vắng mặt, họ liền cúi đầu ngó xuống nhân gian tìm kiếm, thì thấy mẹ cô đã có con cháu đầy nhà rồi. Do lúc mang thân trời mà khởi ý niệm không thanh tịnh, nên mẹ cô bị quả báo là mắc bệnh tim. Cô có thể thay mẹ sám hối trước Phật, ở trước tượng Phật tụng kinh Địa Tạng cho mẹ. Hễ tụng càng nhiều công đức càng lớn. Bởi vì công đức tụng kinh có 7 phần, thì mẫu thân cô chỉ hưởng được 1. Cô nên cho mẫu thân biết rõ lai lịch mình, để bà đích thân phát tâm sám hối sẽ hiệu quả hơn. Theo quan điểm của nhân gian, bao gồm các lập luận lẫn phim sách, đa số thường xúm nhau tô hồng tình ái, vệt gấm theo qua quanh nó, luôn mỹ quá và ca ngợi tình yêu nam nữ đủ điều. Hoàn toàn chẳng biết rằng, cho dù là chánh dâm đi nữa, vẫn không hoàn hảo và mỹ mãn như họ tưởng. Về điểm này xin hãy tìm xem kinh Thọ Thập Thiện Giới thì sẽ minh bạch. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm Phật tuyên bố: tâm dâm chẳng trừ, trần không thể xuất. Còn nữa, mẹ cô khi nằm mà gối đầu nghiêng về bên tả là sai. Tôi thấy có hai vật bà không nên dùng. Một là cạnh bà có một túi vải, bên trong chứa toàn những vật màu trắng. Tôi tuy nhìn thấy nhưng chưa nhận rõ đó là gì. Hai là trên tường đối diện giường mẹ cô có treo bức tranh. Hai vật tôi vừa kể vốn không phải là của nhà các vị. Do vậy, chúng sẽ phát ra khí xấu chán nản, làm mẹ cô khó thở, không thoải mái. Nữ giám đốc kinh ngạc đến ngây người, rồi nói: em gái tôi làm hộ lý trưởng trong bệnh viện, do mẹ có đàm nhiều nên nó hay đem một số giải gạc trong kho dự trữ về để dành cho mẹ nhổ đàm chùi miệng. Em tôi nói, ai công tác tại bệnh viện đều có thể tùy ý lấy về xài. Còn bức tranh treo tường là của bệnh nhân ra viện tặng cho y viện để cảm tạ, và y viện chia cho công nhân viên chức đem về nhà. Thế mà cũng không được hay sao? Quả Lâm bảo: lấy giải gạc là tài sản thuộc bệnh viện, đem về nhà dùng tức là phạm lỗi trộm. Biết quan tâm chăm lo cho mẹ là tốt,
nhưng xài trộm đồ công là xấu. Do tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn như thế, thì một khi quả trổ, ắt trong vui có khổ. Bức tranh là do bệnh nhân cảm tạ y viện, tức thuộc về tài sản của bệnh viện. Nếu khi nhận hay xài, mỗi người nên nộp một số tiền xung công, thì có lẽ sẽ không thành vấn đề. Chuyện đem tranh phân chia cho công chức, hành động này là trút công bồi tư. Ai mà nhận, tức đã tự đem luồng khí không tốt về nhà mình, và quả báo phải gánh vác sẽ càng lớn. Đây là kinh nghiệm tôi rút ra được trên đường học Phật. Thực ra loại chuyện này rất nhiều. Bỗng nhiên tôi nhớ tới một câu chuyện nhỏ, xin kể cúng dường quý vị. Trong các sách giảng giải, Ngài Tuyên Hóa hay kể về tình hình chư thiên cõi lục dục thiên, từ sơ thiền trở xuống như Tứ Thiên Dương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Kể rằng thiên nhân và người thế gian chúng ta hình thể giống nhau, cũng có kết hôn, chỉ là phẩm bậc càng cao thì cách biểu lộ dục niệm càng nhẹ. Ngài Tuyên Hóa đã giải thích các dục ở các cõi trời như sau. Tứ Thiên Dương, Đao Lợi, dục ôm nhau. Dạ Ma, tay nắm. Đâu Xuất, cười. Quá Lạc, chỉ liếc thôi là đủ. Đấy là dục lạc sáu tầng trời. Nếu độc giả tinh tấn tu hành, một hôm nào khai mở thiên nhãn, thì sẽ thấy rõ hết tình huống chư thiên nơi tam giới. Phàm phu như chúng ta vì không hiểu Phật Pháp, cho nên cử tâm động niệm không gì mà không là tội, không là nghiệp. Ta thường lý luận, ở gần hiên lầu trước được ngắm trăng, nên hay lợi dụng công tác chức quyền, ham lấy đồ công sử dụng như của riêng nhà mình. Có người còn cho rằng đấy là do mình hữu phúc, hoàn toàn không nhận ra đây là lòng tham si điên đảo, rất đáng thương. Người có hành vi như thế là do tham tâm xui khiến. Nếu muốn chuộc lỗi thì nên bỏ ra một số tiền để trợ học cứu nghèo, hoặc giao cho cơ quan từ thiện, hay giúp in thiện thư, kinh sách vân vân, cũng có thể tiêu trừ tội nghiệp. Bản thân chúng tôi đã mua nhiều tập khai thị của Ngài Tuyên Hóa tặng cho người để sám trừ thâm tâm mình. Bởi vì sách này dạy chúng ta minh bạch nhân quả, hiểu nên làm người ra sao. Chúng ta không nên xem thường mình, tuyệt không phải đời này chúng ta mới bắt đầu học Phật. Nếu vậy thì ta chẳng thể tham dự lạy bảo sám hoặc nghe kinh pháp. Ngài Tuyên Hóa giảng, phàm những ai có thể nghe kinh Lăng Nghiêm, đọc kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm, thì người này đã trồng nhân duyên rất sâu với Phật. Vì vậy chúng ta nhất định phải phát vô lượng bồ đề nguyện, sinh tâm dũng mãnh, sám hối lỗi xưa, tỉnh giác liền, hành Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh chu toàn, thì thế gian nơi nơi đều là đạo tràng, chịu trì giới, ắt có định huệ hiện tiền. Sám văn. Tính tướng Bồ Tát bạch Phật. Bạch Thế Tôn, kinh này gọi là kinh gì? Phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo, kinh này gọi là nghiệp tội báo ứng giáo hóa địa ngục kinh. Các người nên phụng trì và lưu truyền cùng khắp, công đức vô lượng. Kinh Tạp Tạng ghi, có con quỷ bạch với Ngài Mục Liên rằng: thân tôi không có đầu, nhưng hai vai có mắt, ngực có mũi miệng, do nhân duyên gì mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi làm học trò ở nhà hàng thịt, khi thấy giết trâu bò thì tỏ ra vui mừng, lấy dây trói lôi kéo nó, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó chỉ là qua báo, quả kết sẽ là ở địa ngục. Giải thích, chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta. Khởi ác niệm tùy hỷ với việc sát sinh, cả đến góp sức hỗ trợ giúp người tạo ác nghiệp, đều lãnh thảm báo nặng đề, huống là đích thân tự làm. Chúng ta nhất định phải diễn ly thập ác sát sinh, cả đến ý niệm tùy hỷ thôi, cũng không được khởi. Sám văn.
có con quỷ hỏi ngài Mục Liên: "Thân tôi như khối thịt, không có tay chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, lại thường bị trùng, chim mổ, cắn rứt ăn, gây đau đớn không thể chịu nổi, vì nhân gì mà mắc phải tội này?" Ngài Mục Liên đáp: "Đời trước ngươi cho người uống thuốc độc phá thai, hại sản, khiến chúng sinh không toàn mạng sống, vì nhân ấy nên mắc phải tội như vậy." Giải thích: "Đây là ác báo phá thai. Tôi từng nghe người kể, có người phá thai do thai nhi đã lớn không thể kéo ra, nên trước tiên hễ ló tay cắt tay, ló chân cắt chân, tóm lại là cắt thai thành từng miếng rồi lấy ra. Ôi chúng sinh trọ đáng thương, vì nhất thời ham dâm dục, không chú ý tránh thai, để cho sinh mệnh hữu duyên nhập thai, tạo thành thống khổ cực lớn. Thai nhi này có lẽ đã luân hồi trong ác đạo ngàn vạn năm, nay mới được cơ hội đến thế gian làm người, nhưng lại bị tước đoạt mạng sống, mà người tạo thống khổ đoạt mạng lại là cha mẹ của em. Đời này lẫn đời sau, họ tất bị ác báo giáng thân. Vì vậy, những nam nữ phá thai, thậm chí người phụ giúp phá thai, hãy mau sớm quỳ trước Phật sám hối, vì thai nhi thành tâm tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử kinh, tụng bao nhiêu biến mới có thể diệt tội, tùy theo tâm thành mà định. Nếu biết hối tội, tâm như thái sơn đổ, thì tụng một biến liền có thể tiêu nghiệp, may mắn được thai nhi tha thứ. Còn nếu cứ thản nhiên không thấy mình có lỗi, chẳng sinh tâm sám hối, thì dù tụng trăm quyển cũng không thể giải nghiệp." Một nữ bác sĩ của bệnh viện lớn nọ chuyên đảm trách việc phá thai, sau khi nghe tôi giảng xong, nước mắt bà rơi ràn rụa. Do bà giỏi tay nghề kỹ thuật cao, nên có rất nhiều thai phụ tìm đến nhờ bà phá cho. Hiện nay bà đã về hưu, cả đời phá bao nhiêu thai bà cũng không nhớ hết được. Hiện toàn thân của bà đang bị căn bệnh đau đớn không tên, giờ mới biết rõ nguyên nhân. Bà hỏi tôi mình phải làm sao. Tôi khuyên bà nên làm như tôi vừa thuyết giảng. Hôm sau bà nhờ người báo tin cho tôi hay rằng tối đó bà quỳ trước Phật, vừa khóc vừa tự đánh vào mồm mình. Tôi không hề đề xướng là phải tự giả mình. Bà nói do mình không hiểu Phật Pháp nên đã mê muội tạo ra nhiều thống khổ cho vô số sinh mạng hài nhi, tội khó dung thứ. Giờ đây xin tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị bà làm hại, khẩn cầu Phật lực gia hộ cho các bé sớm lìa khổ được vui, trở về nhân gian, sinh trong gia đình thiện lành, được tu học theo Phật Pháp. Bà kể không nhớ rõ mình đã tụng bao nhiêu bộ kinh, mãi cho đến khi mắt không còn mở ra được nữa và ngủ thiếp đi. Bà mơ thấy mình ở một nơi hỗn độn mịt mù, không có trời đất, đột nhiên nghe vô số tiếng trẻ con gọi "Má ơi" bên tai mình. Mới đầu nghe gần, rồi dần dần xa hẳn, cho đến khi không còn nghe nữa. Giật mình thức tỉnh, bà ngồi bật dậy, cảm thấy toàn thân trở nên thư thái dễ chịu chưa từng có. Bà lập tức hiểu ra, lòng thành của mình đã được các vong thai bị hại tha thứ, và chúng đã chịu rời bỏ bà đi đầu thai làm người rồi. Thế là bà liền đứng dậy, đến quỳ trước Phật đường, dập đầu lạy tạ ơn cho đến khi trời sáng. Lúc rửa mặt mới phát hiện hai bên má đã hết bị nám đen, hồng hào trở lại. Bà phát tâm bỏ ra một dạng in kinh ấn tống. Tôi kể câu chuyện này cho chư vị biết là muốn nhắc nhở mọi người phải thực sự biết lỗi, thành tâm ăn năn, vĩnh viễn không tái phạm lại mới là sám hối. Nếu chỉ đọc văn sám ngoài miệng mà trong lòng không thực sự ăn năn chừa bỏ thì không gọi là sám hối, nên chẳng diệt tội được. Ngoài ra, do nước ta theo chính sách một con, nên các vợ chồng cần tiết chế, lo người thai tốt, đừng để xảy ra cảnh phá thai, tội này sẽ phải gánh rất thảm. Những gì đã phạm tội thì phải biết ăn năn sám hối, nên tận lực cầu siêu cho thai nhi. Sám văn. Có con quỷ hỏi: "Bụng tôi to như trống, cổ nhỏ như kim, quanh năm suốt kiếp không ăn uống gì được, do nhân duyên gì mà mắc phải tội này?"
Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi làm chủ thôn, tự ý mình hào quý, mặc tình tung hoành khinh khi, cướp thức dùng của người, khiến người đói khát khốn khổ. Vì nhân duyên ấy nên bị như vậy. Đó là quả báo mới đêm qua, sau sẽ kết quả ở địa ngục. Giải thích: Xem kinh giảng rõ, chúng ta phải biết ăn năn sám hối. Vì từ vô thị đến nay, chắc chắn chúng ta đã tạo vô lượng vô biên tội ác. Những tội này đều do không có lòng từ, ỷ mạnh hiếp yếu, làm hại chúng sinh. Cả đến trộm cướp của người, do mê muội mà xa lìa nẻo chánh, dùng lời ác vu bán thánh hiền, tạo đủ tội ác. Những tội nặng này nhất định sẽ chiêu quả báo khổ trong cõi ác. Cho nên hôm nay chúng ta thành tâm bái sám, vì những chúng sanh thọ khổ trong lục đạo, vì cha mẹ, sư trưởng, tất cả quyến thuộc chúng sinh mà diệt trừ tội, thầy không tái phạm nữa. Nguyện từ đây nhất thiết không tạo ác nghiệp, xin Phật chứng minh. Tạo ác phải lãnh quả báo rất đáng sợ. Vì vậy đời này ta phải nguyện tu hành chân chính để giải thoát mọi khổ đau. Dương cư sĩ: Trong câu chuyện con lừa đầu thai làm cháu đến đòi nợ hai vợ chồng là ông Dương và bà Trương. Sau khi hai vợ chồng này học Phật rồi, ngày ngày thấm nhuần Phật Pháp, hoan hỷ tu hành, thì thằng cháu nội đó nhờ bọn họ biết tu mà sớm chuyển ác duyên thành thiện duyên. Từ cảnh vốn là đứa cháu ngỗ nghịch, nó biến thành ngoan hiền, hiếu thuận. Tới nỗi có lần ông bài tiết khó khăn, thằng cháu đã kiên quyết khom lưng quỳ xuống để hỗ trợ cho ông suốt nửa tiếng. Nó còn tự học các món chay, thỉnh thoảng nấu dâng cho ông bà dùng. Tháng 7 năm 2007, Dương Pháp Hữu ly trần, hưởng thọ 83 tuổi. Khi tôi tiến đến đặt hoa tươi lên thi thể ông cúi chào vĩnh biệt, thì nước mắt bỗng tuôn không cầm được. Xem như từ nay về sau, tôi không còn thấy người bạn già từ thiện hiền lương, chí đồng hợp đạo này nữa rồi. Đang bùi ngùi, thì tôi bỗng nhìn thấy ông Dương xuất hiện trên không. Ông đang quỳ trong một hoa sen to lớn, hướng về tượng Tây Phương Tam Thánh đảnh lễ. Giữa tiếng Phật nhạc ngân vang hòa cùng âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật đang niệm liên tục, không ngừng vang vọng vào lỗ tai tôi. Vì lúc đó nghi lễ cáo biệt đang tiến hành. Cảnh mình vừa thấy khiến tôi phấn chấn, nhưng tôi chỉ có thể chia sẻ niềm vui này bằng cách nói nhỏ vào tai nữ Pháp Hữu Quả Năng: Chàng ơi, Dương lão đã qua khai kiến Phật, ngự ở vị thượng phẩm hạ sinh rồi. Tính ra thời gian ông Dương học Phật chỉ có 7 năm, nhưng nhờ có thiện căn sâu dày, vừa quen biết chúng tôi thì ông lập tức phát tâm nghiêm trì giới luật, thệ dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, ở trước mặt tôi chân thành phát lộ những lỗi lầm sát, đạo, dâm, vọng đã tạo trong quá khứ, thực lòng ăn năn sám hối. Bởi vì đúng ra ông sắp bị mổ tim, nhưng giờ tu tập theo Phật mà được miễn trừ, nên càng tăng thêm tín tâm tu học kiên định. 6 năm sau, ông cùng vợ là bà Trương đồng phát tâm bồ đề, chuyển gia vi tự, biến nhà thành đạo tràng, siêng tu tinh tấn không lười. Họ thường phản tỉnh, luôn kiểm điểm sám hối mọi lỗi lầm từ thân khẩu ý mình đã phạm qua, một lòng cầu thoát ly tam giới, vãng sinh tịnh độ. Hằng ngày, cứ mỗi buổi sáng và tối, cả hai cùng đi công viên tản bộ. Họ đồng niệm Phật, dùng máy đếm, tự định khóa trình thế này: trên đường đến công viên thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm ngàn tiếng, tại công viên vừa vận động vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngàn tiếng, còn trên đường quay về nhà thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ngàn tiếng. Về tới nhà ăn sáng xong thì họ nghỉ ngơi nửa tiếng rồi bắt đầu tụng khóa sáng. Hai người mặc áo tràng, kẻ cầm khánh đi trước, người cầm quyển kinh đi sau. Họ tụng niệm nhiễu Phật từ 2 đến 3 vòng quanh sảnh phòng. Chừng 1 tiếng thì xong khóa công phu sáng.
Lúc chuông điểm công tác thì hai người bắt đầu học kinh và nghiên cứu. Có lúc vì một câu pháp mà xảy ra tranh luận. Nếu không ai phục ai thì đánh dấu số trang ghi trên bàn, đợi gặp tôi nhờ giải dùm. Nếu tôi tán thành quan điểm của ông thì ông hoan hỷ mỉm cười, bà cũng vui vẻ khen và lập tức học tập theo. Nếu tôi khen bà đúng thì bà mừng vui, nghiêng đầu vỗ tay, mặt mày hớn hở tươi tắn, nhìn hồn nhiên khả ái như trẻ thơ. Mỗi khi thấy bà biểu lộ tính dịu hiền nhẫn nhịn giỏi, tôi thường tự xấu hổ thầm, vì tính tôi vốn rất nóng. Cho dù đã lưu tâm sửa nhiều, nhưng so với bà Trương thì tôi vẫn còn thua xa như trời với vực. Trước mùa xuân năm 2000, tôi đến thăm ông Dương. Mới vừa ngồi xuống thì bà Trương hướng tôi kể lể và sám hối. Tôi tình cờ thấy trên đỉnh cửa sổ có một điểm đen, nhìn kỹ là con ruồi. Bèn kêu chồng, ông ơi, mau cầm quạt tới đây. Ông hỏi, trời lạnh tới mồ, bà còn đòi đem quạt tới làm chi? Trên tường có con ruồi kìa, hễ tôi mở cửa là ông cầm quạt xua nó bay ra nhen. Ông phê bình liền, nè, bà tu hành kiểu gì mà trời lạnh cắt da lại muốn đuổi con ruồi ra ngoài? Làm vậy chẳng phải là bà muốn nó bị chết cống hay sao? Bà nghe ông nói thì giật mình, biết là mình đã sai, vội thú nhận. Ôi chao, quả là tôi tu hành còn kém xa ông, vì không có chút từ tâm. Mô Phật, con xin sám hối, xin sám hối. Ông nè, chúng ta hãy cùng quy y cho con ruồi nhé. Thế là hai người chắp tay hướng về con ruồi quy y cho nó. Họ đồng niệm, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa súc sinh. Xin chú nguyện cho ruồi đời sau được mang thân người, gặp Phật Pháp tu hành đắc đạo. Ba ngày sau, bà Trương thấy con ruồi vẫn còn ở tại chỗ cũ không động đậy. Bà lại kêu ông chồng, này ông mau cầm quạt tới đây. Đem quạt tới làm chi? Đã 3-4 ngày rồi mà con ruồi không nhúc nhích, mình quạt cho nó bay xuống ăn gì chứ? Nếu không thì nó chết đói làm sao? Khi họ dùng quạt đuổi con ruồi thì nó rơi ngay xuống đất. Hóa ra nó đã chết, thác sinh vào thiện đạo rồi. Từ lúc phát tâm học Phật, thệ ăn chay niệm Phật rồi, thì ông Dương không bị bệnh gì, ăn uống rất ngon miệng. Hồi chưa biết đạo, mỗi năm ông phải đi bệnh viện 1-2 lần, bởi vì linh kiện toàn thân ông đều vướng bệnh. Nhưng cách đây 8 tháng, bao tử ông phát đau khó chịu. Các con bèn đưa cha đi kiểm tra, phát hiện bao tử ông có khối u. Sau khi uống thuốc trị ung bướu rồi, thì bạch huyết cầu hạ. Ông ngừng thuốc thấy có đỡ hơn, nên quyết định không dùng thuốc nữa. Sau đó ông xuất viện về nhà, chỉ uống chút thuốc để duy trì. Lúc con gái ông Dương gọi điện thoại báo tin cho tôi, thì tôi đang ở Thượng Hải. Tôi bảo cô hỏi xem cha mình có ăn qua thịt lừa hay không. Ông Dương lúc đó ở bên cạnh liền đáp, tôi chưa từng ăn qua. Tôi bảo, ông hãy chịu khó nhớ kỹ lại xem. Một lát sau, tôi nghe ông Dương kể, vào năm 1950, ông được phân công tác gần đơn vị có một tiệm bán thịt lừa. Lúc đó ông sống một mình cho nên thường mua ăn. Thế là tôi bảo ông Dương, trước đây ông phát bệnh toàn là do lừa đến quấy phá. Sau khi ông học Phật ăn chay tụng kinh rồi, lừa cũng minh lý nên không còn theo báo ông nữa. Nhưng ông lại quên tuốt việc mình đã ăn thịt chúng, nên chẳng biết sám hối, cầu siêu cho chúng. Vì vậy mà chúng đang hành hạ, khiến ông sinh bệnh khó chịu. Một là để cảnh tỉnh ông, hai là muốn ông tụng kinh Địa Tạng để siêu độ cho chúng. Còn nữa, ông có các chiến hữu bị chết trận trong thời kỳ chiến tranh, cũng có một số người là bạn mới kết giao. Nhưng sau khi chết rồi, họ bị rơi vào ác đạo. Do biết ông tu hành tốt nên đồng tìm tới, muốn nhờ ông siêu độ cho họ thoát khổ. Ông hãy ráng nhớ ra tên của bọn họ, hoặc nếu đã quên thì chỉ cần nghĩ tới, đem công đức tu học Phật nhiều năm hồi hướng ban cho họ,
hãy vì họ phóng sinh, tụng nhiều kinh Địa Tạng cầu cho thì rất tốt. 9 giờ sáng ngày 10 tháng 7, ông Dương đang ngủ được mấy tiếng, bỗng mở bừng đôi mắt, thấy bạn bè và con cái đang ở bên mình. Ông lộ vẻ hớn hở bảo: "Vừa rồi Bồ Tát ban cho tôi hoa sen, còn chúc mừng tôi cũng đảnh lễ Bồ Tát." Rồi ông nhìn các con và nói: "Các con nhớ cùng mẹ chăm chỉ tu, niệm Phật kiên định tinh tấn nha. Nhớ phải luôn tỉnh giác đó." Nói rồi ông nhắm mắt. Mọi người đều cho là ông nhắm mắt nghỉ ngơi, nào biết rằng ngay trong khoảnh khắc đó, lúc đầu ông quẹo sang phải là ông đã vãng sinh rồi. Khi bà Trương gọi điện báo tin cho tôi hay chồng mình mất, bà còn hỏi thêm: "Hiện đám con không tin Phật của tôi đang muốn lập tức thay y phục tắm rửa liền cho cha nó. Tôi phải làm sao đây?" Tôi nói: "Bà phải ngăn chúng lại ngay, vì ông nhà đã giảng sinh thế giới Cực Lạc, hiện ở quả vị trung phẩm trung sinh. Bởi nhờ lúc lâm chung, tâm ông không điên đảo, một lòng tha thiết niệm Phật nguyện giảng sinh Tây Phương, nên đã được chư Phật Bồ Tát đến rước về Lạc Bang rồi. Bà đừng để ông phải chịu ảnh hưởng theo kiểu thế tục thường tình. Linh cữu ông nên để ở nhà 4 ngày, ngăn cấm không cho đốt giấy tiền vàng bạc, thậm chí thời nào cũng không được khóc. Sau đó, tôi cùng các bạn đạo cư sĩ ở tại Phật đường, đồng niệm Phật lớn tiếng theo phương thức ngũ âm để hỗ trợ cho ông Dương. Âm thanh vang rền, lấn áp mọi tiếng ồn nơi phòng khách. Hôm đó, một người con trai không tin Phật của ông Dương thừa lúc rảnh rỗi cũng vào Phật đường tụng niệm theo, khiến tôi rất hưng phấn. Âm thanh niệm Phật chân thành cũng có thể giúp cảm hóa người mê đến với Phật đường. Tiếng niệm Phật nghe thật lớn, đúng là xuyên thấu trời cao. Đột nhiên, đằng cư sĩ hớn hở bảo mọi người: "Tôi thấy có nhiều Bồ Tát và tỳ kheo ni, thần đắp ca sa đều đang chắp tay đứng chung quanh chúng ta niệm Phật. Riêng Tây Phương Tam Thánh đứng ở phía trên, mỉm cười nhìn chúng ta, đồng phóng hào quang năm sắc phủ khắp, tỏa chiếu đến những người niệm Phật." Hôm đó trước khi ra về, tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng đài sen của ông Dương đang bay lên trung phẩm thượng sinh. Về nhà rồi, tôi bèn gọi điện thảo luận cùng hai pháp lữ ở các nơi khác. Họ đều xác nhận là cũng thấy ông Dương đã thăng lên trung phẩm thượng sinh. Điều này khiến tôi càng phấn chấn thêm khi hiểu rằng tính tâm của người trợ niệm cũng gây ảnh hưởng lớn đến phẩm vị vãng sinh của người mất. Thế là tôi quyết tâm niệm lớn tiếng, dốc lòng tha thiết chí thành niệm Phật và giải thích cho mọi người hiểu. Ngay lúc đang niệm Phật phải nhiếp tâm chánh định, có lòng tin kiên cố để tạo ra nguồn hỗ trợ mạnh mẽ, giúp ông Dương thăng lên phẩm vị cao hơn nữa. Mấy ngày sau, có rất đông con cháu ông Dương cùng vào Phật đường niệm Phật. Trưởng tử ông trong lúc trực đêm còn ráng tụng kinh Địa Tạng thêm cho cha. Mãi đến khi cáo biệt thi thể thì ông Dương đã thăng lên thượng phẩm hạ sinh. Thế là tôi khuyên mọi người trong vòng 49 ngày này hãy ráng sức vì ông Dương niệm A-di-đà Phật và tụng kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, cần phải hành trì liên tục để hỗ trợ ông thăng lên phẩm vị cao. Sở dĩ tôi viết câu chuyện này là mong chia sẻ kinh nghiệm quý giá có thực cùng độc giả. Ắt hẳn sẽ có người phê bình tôi thuyết giảng chẳng đúng pháp, nhưng tôi tin chắc không nghi, bởi vì Phật từng thuyết: "Ứng hiện pháp giới tính, tất cả duy tâm tạo." Do vậy mà tôi mạnh dạn kể lại tình huống Dương cư sĩ vãng sinh cho các bạn đồng tu tham khảo, hy vọng sẽ có người thu được lợi ích. Sám văn: vì sao có chúng sinh tay chân cong vẹo, què quặt, lưng gù, chân thọt, tứ chi lặt lìa, không thể cầm nắm, đi đứng bất tiện? Phật đáp: do đời trước làm người độc ác, đặt hung khí phá cầu đường, làm bẫy hại chúng sinh, đào hầm, đào hố, gieo hoạn nạn tai ương cho chúng sinh, vì ác nghiệp ấy nên bị như vậy. Vì sao có chúng sinh bị ngục tốt trói, đeo gông, hành tội thống khổ? Phật đáp: vì đời trước họ giăng bẫy, chài lưới, đánh bắt chúng sinh, hay giam nhốt lục súc, hoặc làm kẻ cai trị dân mà cậy thế,
ỷ quyền hành hạ ức hiếp người, tính tham lam ưa vơ vét, nhốt hại kẻ vô tội, khiến người lương thiện ôm oán hận không biết kêu ai, vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: trước đây tôi từng kể chuyện một người do nuôi chim mà vô duyên vô cớ bị tù 3 năm. Chính vì giam cầm chúng sinh mà bị báo ứng. Cho dù bạn giam vật trong lồng vàng cho chúng ăn ngon, thì cũng là làm trái quy luật sinh sống tự nhiên của loài vật. Còn có người lợi dụng mình đang có quyền lực, bắt nhốt người vô tội, hoặc bắt lầm, phán tội lầm, tạo ra oan ngục. Tương lai nhất định sẽ có ngày bị gông xiềng trói thân, tự gánh ác quả của mình. Do vậy, những vị giữ chức cao, nắm quyền lớn, làm ở pháp đình, nhất định phải cẩn thận. Nên chấp pháp công minh, không được vì tiền tài mà gây điên đảo, thay trắng đổi đen. Cho dù đắc thế một thời, thì tương lai khó tránh cảnh bị gông xiềng hình phạt nơi chốn địa ngục. Sám văn: lại có chúng sinh điên cùng hoặc si cuồng sợ hãi, không phân biệt được chi, vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước làm người uống rượu say sưa, gieo nhân loạn trí si tâm, phạm 36 lỗi, nên đọa làm người ngu si, giống như người say không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: xin giải sơ 10 lỗi trong 36 lỗi đó là: 1. Bất hiếu cha mẹ. 2. Khinh bậc trưởng thượng. 3. Bất kính tam bảo. 4. Chẳng tin kinh pháp. 5. Phỉ báng tu sĩ. 6. Nhiếc mắng người. 7. Hằng nói dối. 8. Vu việc xấu cho người. 9. Tung tin đâm thọc. 10. Ác khẩu tổn hại người, vân vân. Sám văn: kẻ chê của người, hủy tài bảo người, cân non bán thiếu, tức gian lận cân lượng, ép giá nhằm thu lợi cho mình, sẽ bị ác báo. Xin kể một chuyện phát sinh vào năm 1992. Trước lồi sau gù. Ông Đường là cục trưởng ty thuế vụ thành phố T. Ông sinh ra trước ngực sau lưng đều có khối thịt bự, tục gọi là trước lồi sau gù. Mặc dù trong nhà giàu có, nhưng tuổi hơn 40 vẫn chưa kết hôn, sinh hoạt rất bất tiện. Vị cục trưởng này tìm đến hỏi chúng tôi nguyên nhân do đâu mà ông bị vậy. Quả Lâm hỏi: phụ thân huynh có phải là một người rất giỏi tính toán làm ăn buôn bán? Cục trưởng gật đầu đáp phải. Còn nói thân phụ ông dù giỏi kiếm tiền nhưng tính rất keo kiệt, chẳng giúp ai bao giờ, ngay cả bản thân cũng không dám tiêu xài, sống giống như kẻ nghèo. Quả Lâm lại hỏi: có phải mới đầu trong nhà bán thức ăn? Cục trưởng đáp: đúng vậy. Quả Lâm giải thích: thân phụ huynh khi buôn bán thường cân non bán thiếu, bày trò giả dối để gạt lường tiền, hành động này cực kỳ trái lương tâm. Thực ra đời quá khứ nhờ ông ta từng có trồng phúc điền, nên hiện tại mới có thể làm ăn buôn bán lớn và phát tài như thế. Song đáng tiếc là ông dở thủ đoạn cân gian bán dối, tạo ra ác nghiệp. Còn nữa, có phải khối thịt trước ngực và trên lưng Đường huynh nhô ra có hình dạng giống y như quả cân? Đây chính là ác quả của hành vi cân lường bán thiếu trong khi giao dịch mua bán. Cục trưởng cười bảo: quả thật em nói không sai mảy may. Cục thịt trước ngực tôi nhỏ, nhưng khối u sau lưng lại to, nhìn y hệt quả cân nhỏ và lớn, tương tự như khi cân lén bỏ ra thêm vào gian lận để kiếm lợi cho mình. Nhưng phụ thân của huynh tạo nghiệp, vì sao quả báo lại rơi xuống ngay trên thân huynh? Như vậy chẳng phải là quá bất công sao? Quả Lâm đáp: bởi vì đời trước Đường huynh cũng tạo nghiệp cân gian bán thiếu, giống y như thân phụ hiện thời. Đây gọi là đồng nghiệp chiêu cảm. Phải biết, gieo nhân sao thì gặp quả vậy. Huynh vốn có phúc sâu, được thông minh hơn người, song tự làm thì tự chịu. Nhờ phúc đời trước chưa cạn, nên mặc dù mang thân tàn tật,
huynh vẫn được sống một đời y thực phong nhiêu đầy đủ. Cán cân thiên địa xưa nay rất công bằng, hễ ta sống mà dối người thì tổn mình, còn biết giúp người thì trời sẽ đền bù cho. Đối với thân phụ anh mà nói thì, ngoài việc kiếm tiền bằng hành vi bất chính ra, sau khi kết hôn còn phải chiêu cảm quả báo. Đời con cháu sinh ra có thân thể ngũ quan không vẹn toàn, cái này gọi là ra ngoài vui vẻ về nhà rầu, đếm tiền hớn hở ngắm con sầu. Chứng kiến và nghe Quả Lâm giải thích như thế, thú thật tôi cảm thấy kinh sợ tột cùng. Xin kể ra để quý vị rõ lý, hại người là hại mình. Quả báo này rất đáng sợ, quý vị tuyệt đối phải cẩn trọng, chớ nên khinh thường. Không những chỉ có thế mà khởi ý khinh khi người cũng là tự hại mình. Trong cuộc sống hiện nay, ta thấy không ít người có dung nhan anh tuấn mỹ lệ, tài giỏi siêu quần, nhưng họ lại sinh con ngây ngốc hoặc tàn tật. Vì sao họ bị cảnh bất như ý như thế? Bởi do trong số họ có không ít người vào lúc được thời đắc ý đã khởi niệm cười chê giễu cợt, thậm chí khinh khi rẻ rúng những ai có con tàn tật. Khi bạn cười chê người là gieo nhân, bị sinh con tàn tật là lãnh quả. Nếu như ai có tâm hay khinh khi ưa chê cười người thì phải mau mau sám hối, từ bỏ tật xấu này. Pháp hội sám tội. Đầu năm 1995, tôi và Quả Lâm ở tại lầu 3 giảng đường của Thánh tự Phúc Lộc Thọ thuộc Los Angeles, thành phố lớn nhất bang California, nước Mỹ. Thay Ngài tuyên hóa giải đáp những vấn đề mọi người nêu ra, thính chúng đến đây đa số là từ các nước không quản ngại đường xa qua Mỹ bái kiến Ngài tuyên hóa và tham dự pháp hội này. Chúng tôi chia nhau hồi đáp các vấn đề cho mọi người. Khi nghe xướng tên, một nam nhân tuấn tú, cao khoảng 1m8 đứng dậy, đôi mắt vô thần, mặt đầy sắc bệnh. Anh nói, thưa Ngài Quả Khanh, tôi là người Đài Loan, không theo đạo Phật. Hiện giờ toàn thân tôi rất đau, tứ chi vô lực đã nhiều năm nay. Ở Đài Loan, tôi đã đi khám khắp các bệnh viện Đông lẫn Tây, sau đó còn qua Mỹ khám, nhưng không tìm ra bệnh, đã tốn rất nhiều tiền. Nghe bạn bè giới thiệu có quý vị từ Đại Lục sang, có thể giải rõ nguyên nhân căn bệnh, nên tôi vội đến đây. Tôi có một thỉnh cầu, xin Ngài chỉ nói riêng với mình tôi có được không? Bởi vì tôi không muốn ai biết chuyện của mình. Tôi bảo, Ngài tuyên hóa từng giảng, làm thiện mà muốn người biết là không phải thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Chúng tôi cũng không đem những việc xấu anh làm mà nói hết ra, chỉ nương Phật lực gia trì mà nêu lên một hai chuyện, mục đích là giúp anh và đại chúng minh bạch được đạo lý. Muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Và cũng để anh thể hiện quyết tâm, dũng mãnh đoạn ác tu thiện, tỉnh giác hồi đầu. Như anh đã chứng kiến, vừa rồi có mấy vị tại giảng đường này cầu xin chúng tôi chỉ ra những sai lầm đã phạm. Nay anh gặp dịp may được sám hối giữa đại chúng. Đây quả là pháp sám hối chân chính tuyệt hay, vì phát huy được tác dụng giáo hóa người khác rất vi diệu hữu ích. Được sám hối giữa đại chúng như thế này chính là pháp chuyển ác thành thiện tối ưu đấy. Nhờ vậy mà những bệnh tật phát sinh do anh tạo ác có thể sẽ tiêu tan không còn dấu vết. Đây chính là đạo lý mà Đức Phật Thích Ca đã nói, nên quán tính pháp giới tất cả do tâm tạo. Bản thân tôi đến 41 tuổi mới bắt đầu biết đoạn ác tu thiện, nên anh đừng cảm thấy xấu hổ. Thêm nữa, nếu như trong đạo tràng này ai cũng đòi giải đáp thầm kín riêng tư thì sẽ mất đi ý nghĩa phát lộ sám hối giữa đạo tràng. Nghe vậy, anh tiêu nghĩu ngồi xuống, từ bỏ dịp may được phát lộ sám hối. Đột nhiên, phía sau anh có một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đứng dậy, xúc động la to. Thưa Ngài Quả Khanh, những việc xấu của phụ nữ tôi đều làm qua. Mọi người hãy nhìn các bệnh trổ trên thân tôi đây. Tôi không ngại bị cười chê đâu. Xin Ngài cứ nói ra hết những tội ác tôi đã làm và mong mọi người đừng phạm lỗi giống như tôi. Chị ta nói xong thì ngồi xuống,
mọi người trong hội trường còn đang xúc động vì những lời phát biểu bất ngờ của chị, thì Quả Lâm đã mô tả. Khi chị này vừa nói xong, lập tức tôi thấy trên không xuất hiện một cánh tay to lớn, lấy ra từ nơi giống như là kho chứa văn kiện, một xấp giấy có viết chi chít chữ. Tôi định đọc nội dung trong đó, thì xấp giấy này bỗng rơi xuống, bốc cháy. Do bị lửa che hết chữ nên tôi không nhìn thấy được gì. Tại hiện trường xôn xao như ông vỡ tổ, rồi một tràng vỗ tay vang lên. Mọi người hiểu rõ thâm ý Quả Lâm nói. Người phụ nữ vừa mới phát biểu khi nãy lộ vẻ xúc động, bước ra quỳ xuống trước mặt chúng tôi. Tôi và con gái vội xuống tòa cũng quỳ đối diện trước chị. Tôi bảo mọi người, chính sự chân thành sám hối mới có thể diệt được tội lỗi đầy trời. Mỗi chúng ta cần quán sát, tự kiểm điểm mình trong mọi thời khắc. Hễ vừa nhớ ra những tội đời này mình đã tạo, thì phải lập tức sám hối ngay, quyết không bao giờ tái phạm nữa. Được vậy thì không tội nào mà không tiêu. Phải biết chính sự can đảm nhận tội, chân thành sám hối đó sẽ chiêu cảm công đức phi diệu không thể ngờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống chúng ta thường hay gặp những điều không toại ý, luôn cảm thấy như mình là kẻ thất bại trong mọi phương diện. Điều đó khiến cho mình vô cùng đau khổ, sầu muộn và không có lối thoát. Thật ra, tất cả những điều đau khổ trong cuộc sống của chính mọi cá nhân, theo Phật giáo, là do ta không hiểu biết một cách đúng đắn, thường xử sự một cách sai lầm theo cảm tính. Để tránh bớt những sai lầm không đáng có, mỗi người chúng ta hãy lắng lòng nghe tiếng pháp phi diệu từ nơi Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, người đưa đường dẫn lối cho chúng sanh trong cuộc đời. Đó chính là 66 câu Phật học cho cuộc sống. Với tâm nguyện người thực hiện chương trình, chúng tôi hy vọng mọi người nhờ nghe diệu pháp cuộc sống, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều sai lầm. Cuối cùng, chúc các vị cõi lòng thảnh thơi, an lành trong cuộc sống. 66 câu Phật học cho cuộc sống. Một, sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Hai, nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Ba, bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. Bốn, bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho mọi người, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Năm, khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 6. Sự cố chấp của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 7. Bạn có thể có tình yêu,
nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên. 8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình, mà sau đó nhất định bạn sẽ ân hận. 9. Khi nào bạn thật sự buông xuống, thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. 10. Mỗi một vết thương trong cuộc sống đều là một sự trưởng thành. 11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác. 12. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài. Bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn. 13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình, thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. 15. Quỷ diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. 16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát? 17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người mà bạn không hề yêu thích. 18. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy? 20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít. Bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác, chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình. Bạn hiểu chứ? 23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình. 24.
mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. 25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não. Buông tình chấp, bạn mới được tự tại. 26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 27. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn. 28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. 29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. 30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm, thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. 31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không. 32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. 33. Người không tắm rửa thì càng xức nước qua càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm. 34. Thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi. 35. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ. 36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. 37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào. Cần gì khổ như vậy? 38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. 39. Sống hòa hợp yêu thương chính là phương cách không làm tổn thương bất cứ người nào. 40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. 42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. 43. Đến là ngẫu nhiên, đi
là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực. 46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. 47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. 48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang theo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì? 49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn. Cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. 50. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời với những gì tôi không có. 51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ, thì đó mới là từ bi. 52. Nói năng đừng có tánh chăm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người khác, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. 53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. 54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. 55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. 56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời. 57. Chỉ cần tự giác tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 58. Trong khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu bạn chịu buông xuống thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống, thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi. 59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được dần thái dương của ngày mai.
biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể, thì tôi đành cam chịu. 61. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng, thì bạn cần phải khống chế hiện tại. 62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn. 63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy bán chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. 64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn, thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần dứt bỏ. Cái cần dứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta. 66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. Trong cuộc sống chúng ta thường hay gặp những điều không toại ý, luôn cảm thấy như mình là kẻ thất bại trong mọi phương diện. Điều đó khiến cho mình vô cùng đau khổ, sầu muộn và không có lối thoát. Thật ra, tất cả những điều đau khổ trong cuộc sống của chính mỗi cá nhân, theo Phật giáo, là do ta không hiểu biết một cách đúng đắn, thường xử sự một cách sai lầm theo cảm tính. Để tránh bớt những sai lầm không đáng có, mỗi người chúng ta hãy lắng lòng nghe tiếng pháp phi diệu từ nơi Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, người đưa đường dẫn lối cho chúng sanh trong cuộc đời. Đó chính là 66 câu Phật học cho cuộc sống. Với tâm nguyện người thực hiện chương trình, chúng tôi hy vọng mọi người nhờ nghe diệu pháp cuộc sống, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều sai lầm. Cuối cùng, chúc các vị cõi lòng thảnh thơi, an lành trong cuộc sống. 66 câu Phật học cho cuộc sống. Một, sở dĩ người ta đau khổ
chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Hai, nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Ba, bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. Bốn, bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho mọi người, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Năm, khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 6. Sự cố chấp của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 7. Bạn có thể có tình yêu, nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên. 8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình, mà sau đó nhất định bạn sẽ ân hận. 9. Khi nào bạn thật sự buông xuống, thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. 10. Mỗi một vết thương trong cuộc sống đều là một sự trưởng thành. 11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác. 12. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn. 13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình, thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. 15. Quỷ diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. 16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát? 17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người mà bạn không hề yêu thích. 18. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức
và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy? 20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít. Bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn. 21. Sống một ngày là có diệm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác, chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình. Bạn hiểu chứ? 23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình. 24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. 25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não. Buông tình chấp, bạn mới được tự tại. 26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 27. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn. 28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. 29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. 30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm, thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. 31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không. 32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. 33. Người không tắm rửa thì càng xích nước qua càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm. 34. Thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian
xóa sạch phiền não của bạn đi. 35. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng. Như thế bạn sẽ rất đau khổ. 36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. 37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào. Cần gì khổ như vậy? 38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. 39. Sống hòa hợp yêu thương chính là phương cách không làm tổn thương bất cứ người nào. 40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. 42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. 43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực. 46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. 47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. 48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang theo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì? 49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn. Cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. 50. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời với những gì tôi không có. 51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ, thì đó mới là từ bi. 52. Nói năng đừng có tánh chăm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người khác, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. 53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. 55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. 56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời. 57. Chỉ cần tự giác tâm an thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 58. Trong khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu bạn chịu buông xuống thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống, thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi. 59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được dần thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu. 61. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại. 62. Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn. 63. Người khác có thể làm trái nhân quả. Người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy bán chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. 64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần dứt bỏ. Cái cần dứt bỏ chính là những tánh cố chấp.
vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta. 66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.